Tiểu sử hai người quyền lực nhất thành phố Hà Nội. Một, ông Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông Trần Sĩ Thanh sinh năm 1971, là một chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện nay đang là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ông từng giữ các chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Giang, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lạng Sơn, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ông Trần Sĩ Thanh đã trải qua nhiều cương vị công tác trước khi được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ông Trần Sĩ Thanh sinh ngày 16 tháng 3 năm 1971, nguyên quán tại xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ học vấn trên đại học, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông có trình độ chuyên môn là Đại học Tài chính Kế toán, nay là Học viện Tài chính. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 6 năm 1995, lúc đấy ông mới 24 tuổi. Ngày 5 tháng 2 năm 2004, lúc này ông Trần Sĩ Thanh 33 tuổi, ông đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước Việt Nam. 3 năm sau, tức là lúc 36 tuổi, trước khi được điều chuyển tham gia Tỉnh ủy Đắk Lắk, ông giữ chức Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam. Ngày 12 tháng 11 năm 2008, lúc 37 tuổi, ông được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Ngày 3 tháng 10 năm 2010, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 15, ông được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk và làm đại biểu tham dự Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11. Tại Đại hội Đảng toàn quốc, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương, tham gia vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ngày 4 tháng 6 năm 2012, lúc này ông 41 tuổi, ông thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương để tham gia vào Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2010-2015, thay thế người tiền nhiệm ông Nông Quốc Tuấn, được điều động về giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Ngày 11 tháng 1 năm 2015, tại hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đã bầu bổ sung ông Trần Sĩ Thanh vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa 11. Đến ngày 13 tháng 2 năm 2015, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tuy nhiên, chỉ 8 tháng sau, ông lại được Bộ Chính trị điều động giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn và chính thức nhận nhiệm vụ từ ngày 28 tháng 10 năm 2015. Sáng ngày 24 tháng 12 năm 2017, tại thành phố Lạng Sơn, diễn ra hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông được điều động về Ban Kinh tế Trung ương, đồng thời giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Ngày 26 tháng 8 năm 2020, ông Trần Sĩ Thanh được Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội bầu làm Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đồng chí đã được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 7 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, Quốc hội thông qua nghị quyết bầu ông Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ngày 15 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, ông Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, thôi giữ chức vụ Bí thư Ban Cán sự Đảng, Kiểm toán Nhà nước để điều động, phân công, chỉ định tham gia vào Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đó, ông đã được Hội đồng Nhân dân thành phố biểu quyết bầu ông Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội,
nhiệm kỳ 2021-2026. 2. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy. Bà Bùi Thị Minh Hoài sinh ngày 12 tháng 1 năm 1965, quê quán ở xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Bà là một chính trị gia người Việt Nam. Bà hiện nay là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12 và 13, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15, đơn vị thành phố Hà Nội. Bà Bùi Thị Minh Hoài được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19 tháng 1 năm 1991 với trình độ lý luận chính trị cao cấp là thạc sĩ cử nhân luật. Năm 2011, bà bắt đầu có quá trình công tác tại cơ quan trung ương khi được giới thiệu bầu bổ sung vào Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13. Bắt đầu từ tháng 8 năm 1988, bà Bùi Thị Minh Hoài được phân công giữ chức cán bộ thanh tra cấp 1, rồi sau đó là phó chánh thanh tra cho đoàn thanh tra thành phố Nam Định thuộc tỉnh Nam Hà. Sau khi tỉnh Nam Hà chia tách thành hai tỉnh Hà Nam và Nam Định, bà được tín nhiệm giữ chức kiểm tra viên chính thuộc cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam. Tháng 2 năm 2006, bà kiêm nhiệm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Bắt đầu từ tháng 3 năm 2011, bà bắt đầu tham gia vào Trung ương Đảng với việc trở thành Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, 12, đồng thời giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đến ngày 16 tháng 5 năm 2024, trong hội nghị lần thứ 9 khóa 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị. Đến ngày 17 tháng 7 năm 2024, theo quyết định số 1379/QĐ-NS-TVK của Bộ Chính trị, bà Bùi Thị Minh Hoài được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Trên đây là hai người quyền lực nhất thành phố Hà Nội hiện nay.